kinh văn. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi, ví dụ trong cõi tam thiên đại thiên thế giới có bao nhiêu cỏ cây, lùm rừng, lúa, đay, tre, lau, núi, đá, bụi bặm. Cứ mỗi vật một số, mỗi số là một sông Hằng. Rồi cứ số cát trong mỗi sông Hằng, mỗi hạt cát là một cõi giới. Rồi trong mỗi cõi giới, cứ mỗi hạt bụi là một kiếp. Rồi bao nhiêu số bụi chứa trong mỗi kiếp đều đem làm kiếp cả. Thì từ lúc Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị thập địa đến nay, ngàn lần lâu hơn số kiếp tùy dụ ở trên. Hướng là từ những thuở Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật. Lược giảng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo ngài Văn Thù Sư Lợi, bây giờ ta sẽ nêu ra một tỷ dụ. Ví như trong cõi tam thiên đại thiên thế giới có bao nhiêu cỏ cây lùm rừng, lúa đay, tre lau, núi đá, bụi bặm. Những thứ này thì đầy rẫy ở khắp mọi nơi, mà mỗi thứ mỗi loại lại nhiều đến vô số. Nơi có cỏ mọc um tùm gọi là lùm, chốn có nhiều cây cối rậm rạp gọi là rừng. Lúa là lương thực để ăn, còn đay, cây gai là để dùng làm sợi đay. Bụi bặm tích tụ lại nhiều thì thành núi. Đức Phật nói rằng với tất cả các thứ như thế, ở trong cõi tam thiên đại thiên thế giới, Bồ Tát Văn Thù hãy lấy mỗi vật làm một con số. Làm một con số bao nhiêu? Cứ mỗi vật một số, mỗi số là một sông Hằng. Nếu lấy mỗi ngọn cỏ là một sông Hằng, tức là có bao nhiêu cỏ thì có bấy nhiêu sông Hằng, thì chắc chắn là chúng ta không tài nào tính ra được con số ấy là bao nhiêu. Và không riêng gì loài cỏ, mà kể cả cây cối, lùm rừng, lúa, đay, tre, lau cũng đều phải y như thế mà tính.